Hi, xin chào mọi người, đặc biệt là những bạn đang có con nhỏ từ 3 tuổi trở lên. Mình thấy trên Facebook thì có một số bậc phụ huynh mua những cái bộ đếm số cho chơi với cháu. Mình cũng khá là thích, cho nên là lên tìm ngay cái bộ đó để mua về và tháo ra để xem kỹ hơn những cái chất liệu cũng như là cái màu sắc, để những bạn nào đang có con nhỏ mà từ 3 tuổi trở lên, nhất là trong lúc này các cháu đang ở nhà, thì có thêm một cái bộ đồ chơi để mua về chơi với các cháu. Nhưng mà đầu tiên mình phải mua về mình xem nó như thế nào, chất liệu ra sao. Cái hộp này mình nhận thì cách chơi thì cũng đơn giản thôi, họ có ghi trên đây hết á. Nó chỉ qua là một cái bộ đếm số và đố giữa bạn và cháu. Hình ảnh thì khá là đẹp đó. Mà nó có một cái bao, để cất một cái bộ số và một cái này là 100 que đếm trong đây. Thì cái này chất liệu nó là bằng gỗ và bằng giấy đó. Bây giờ mình sẽ lấy ra thử cho mọi người xem. Đây là cái giấy nè, mọi người thấy cái chất liệu của nó, giấy. Thì cái này là ở trên cái trang web thì họ ghi là 9,4 cm. Thì mỗi số tương ứng với một con vật đó, số 2 hai con vật, số 3, số 4. Và nó có luôn tiếng Anh, cho nên là mọi người có thể dạy cháu vừa biết số và đếm luôn cái đọc luôn cái tiếng Anh, những cái số đơn giản. Và mình có thể dạy số cho bé bằng cách đố các bé những cái hình trên đây, và đồng thời cho các cháu nhận dạng là che cái số này lại, cho nhìn một lần che cái số này lại và tìm đúng cái số ở đây. Đó, chơi với các cháu nhỏ là như thế. Đây, cái này thì bằng gỗ. Mình thấy nó khá cứng đó mọi người, khá cứng. Cho nên là cái này thì có các cháu có quăng thì mình nghĩ nó chặt cũng không sao. Đây là cái bộ đếm, bộ sóc lại và đố các cháu. Vài lần thì các cháu sẽ quen thôi. Đây mọi người thấy cái sơn của nó rất là đẹp. Mình có ngửi thì nó không có mùi gì cả. Để qua bên đây thì nó có thêm một cái dạy cho các cháu làm phép tính. Cái này cũng là giấy đó, chiều dài nó 8 cm. Đó, cũng là giấy. Và họ in cũng khá là đẹp. Thì các sản phẩm cho thiếu nhi, cái những cái góc cạnh này họ đã bo tròn rồi, nên mọi người cũng yên tâm. Mà cái này bằng giấy cho nên nó cũng không có dày và không có bén lắm. Đây là những cái số đơn giản thôi, những cái phép tính đơn giản. Và họ có để một cái ô, cái ô ở đây cho mọi người đố các cháu. Một là gắn cái số vào đây, hai là dạy cho các cháu có thể ghi số trên đây, và kèm theo là một cái giấy lao. Thì cái viết này là cái viết lông bản thôi, cũng không có gì lạ. Đó, những cái ấy số như thế này để chơi với các cháu. Đây là những cái phép tính đơn giản. Đó. Rồi tới cái, đây là cái bộ số. Bộ số thì mình có nói rồi, để cho các cháu nhận diện cái số. Khi nãy mình đọc cái, mình chơi cái này và mình nhận diện cái số bên đây, để cho các cháu tìm đúng cái số đó, và để đúng. Đó, cái kích cỡ mọi người thấy đây, có cái G cho mọi người để vào. Và khi đúng thì dĩ nhiên là hãy khen thưởng và khích lệ các cháu.
Ở đây có 100 cái 100 cái que đếm. 100 cái que đếm. Và cái que đếm này mọi người có thể chơi với các cháu bằng cách xếp những cái chữ số. Xếp những cái chữ số. Đó. Cái trò chơi thì nó đơn giản rồi, quan trọng là mọi người tìm những cái cách biến tấu cho nó hấp dẫn hơn. Và cái que đếm này nó có nhiều màu. Mình ngửi thì nó không có mùi. Dĩ nhiên là với các cháu 3 tuổi, trên 3 tuổi thì đây là bộ trò chơi mà cái này nó nguy hiểm nhất. Đó, cái bộ que đếm này nè. Các cháu có thể đưa vào mũi hoặc là miệng và cầm quơ vào mắt thì nó khá là nguy hiểm, cho nên là cái này khi chơi thì đặc biệt các bậc phụ huynh phải chơi cùng hoặc là cầm cái này trên tay. Những cái món còn lại thì có thể là mình sơ suất mình không để ý, nhưng mà khi mình lấy cái bộ đồ chơi ra thì cái này mình nên cất đi. Và chỉ khi nào có mình thật sự mình rảnh mà ngồi với các cháu thì mình nên hãy lấy cái bộ này ra, bởi vì các cháu nó nhanh lắm. Và bộ trò chơi của nó thì đơn giản như vậy thôi. Mình muốn chia sẻ để cho mọi người thấy chất liệu của nó xem như thế nào, bởi vì nó có giá cũng không có cao, khá rẻ, đầy đủ ở trên Shopee và Lazada. Đó, như vậy là có thêm một bộ để cho mọi người chơi với các cháu trong những cái lúc mà đang nghỉ ở nhà như thế này. Rồi, bây giờ thì mình dừng video tại đây. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã xem.